Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2024. Hôm nay thì Solar Hưng Yên nhà em đang có mặt tại thành phố Hưng Yên để chuẩn bị những công tác đầu tiên cho cái hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống chống sét. Ở đây là hệ này là hệ 50 kW. Ở đây là cái nhà chứa điện này, hôm nay mới đổ bê tông. Hôm nay em đang hàn tiếp địa này. Đây là tiếp địa cho một cái tủ điện lớn nhé, nên là sử dụng phương pháp hàn hóa nhiệt chứ không có bắt cọc hay đồng hay cái gì cả. Đây còn cái này là tiếp địa của điện lưới này. Mát. Đây, tủ điện đây. Cáp vào trong đây sử dụng là cáp 70, 3 x 70 và 1 x 35. Cáp 3 pha. Đây là một cái nhà chứa điện có kích thước là 3 m x 1,5 m. Hệ thống năng lượng mặt trời sẽ lắp ở trên nóc này, đưa xuống. Bên kia là hệ thống chống sét. Chống sét là có 8 cọc, à đâu 7 cọc. Còn bên này là tiếp địa đây. Tiếp địa cho điện lưới là 1 cọc, bên kia 2 cọc này. Cái mối hàn này em vừa mới hàn xong rồi. Dây tiếp địa bên em sử dụng là dây 70 nhé. Công trình này thì phải từ đón Tết, bởi vì rất nhiều hạng mục cứ hoàn thiện dần dần thôi. 50 kW lưu trữ, sử dụng biến tần diode và pin diode áp cao. Ô anh ơi, cái đấy để tí nữa mình luồn cái dây tiếp địa vào trong đấy mà. Ô, buộc em gì, tí nữa hàn xong luồn luôn mà. Ờ thôi rồi, cứ ấy để hàn. Bên này có 2 cọc, bên này là 7 cọc, tất cả là 10 cọc. Đóng cả cọc đồng lẫn cọc thép mạ đồng của Ấn Độ. Cọc đồng kìa. Đồng vàng nhá. Hôm nay từ đêm qua nó mưa, bây giờ là đang phải hút nước đi ạ. Hệ thống chống sét sẽ đi từ đây lên thẳng trên đây, nhưng mà do hôm thiết kế là không thiết kế chôn tường nên là bắt buộc phải đi nổi. Hệ thống năng lượng mặt trời thì sẽ đi theo gầm thang máy đi xuống. Thang máy hình như là chỗ này có cái thang máy này. Thang máy 22 người. Một hội trường lớn. Đấy, các bác mà cần thi công hệ thống chống sét thì cứ liên hệ bên em nhé. Số điện thoại là 0987006938. Đây đang moi cát ở đây, hệ thống chống sét. Đây là đóng cho điện lưới thì đóng cọc thép mạ đồng của Ấn Độ. Cọc này có giá là 250 ra bán lẻ. Còn đóng cho nhà thì chống sét cho nhà sử dụng một cái kim 120m. Sử dụng dây 70 thì đóng 5 cọc bằng đồng và 2 cọc bằng thép mạ đồng của Ấn Độ. Một cái bãi tiếp địa nó dài như vậy. Cọc này khuyến cáo là đóng 2m một cọc nhé. Đây, từ cọc này sang cọc này là cách nhau 2m này. Đấy, các bác có thể đóng dày hơn một chút cũng được, nhưng mà đóng càng xa càng tốt. Còn trong một phương pháp khác là có thể là sử dụng phương pháp khoan giếng. Còn nếu mà có bãi tiếp địa kiểu như thế này thì là mình sẽ đóng cọc theo kiểu như này. Với bên kia đóng là 1,5m một cọc. Đấy, một cái bãi tiếp địa như vậy. Và hàn là phải hàn hóa nhiệt. Đây, khuôn hàn bên em đây. Rất nóng. Khuôn hàn, thuốc hàn đây. Đây là khuôn chữ Y. Còn đây là khuôn chữ T. Dây đây, cáp điện bên em sử dụng là cáp 70. Cái cọc này mà trước khi hàn cần phải vệ sinh bằng cái chổi sắt như này các bác này. Phải vệ sinh cọ trước cho nó khỏi bẩn này. Sau đó là lấy khò khò. Còn cái dây này thì cái phần nào ở dưới đất thì là sẽ tuốt vỏ nhựa ra bằng dao dọc giấy nhé. Các bác cứ tuốt vỏ ra bằng dao dọc giấy. À, bây giờ lấy khò khò cho nó nóng lên, nó nóng lên xong bắt đầu mình mới đặt khuôn hàn vào, xong lại khò khuôn cho nó nóng xong mới đặt thuốc. Rất nhiều các cái bước nói cũng là lòng quảng. Đây cái phần khuôn là phải khò nóng như này, sẽ khò từ 1 đến 2 phút cho nó nóng khuôn nhé, nóng đều khuôn. Mục đích của việc khò là để cho nó khi mà nó chảy ra nó không bị vỡ khuôn. Hôm nay nó bị tạt gió ra là khét mấy ít tóc. Giờ đến cái bước là đổ thuốc đây. Đây là nó có cái miếng này, miếng nót này. Để cho thuốc nó khỏi rơi xuống thế này. Đấy, nót đây xong bắt đầu mới đổ thuốc vào. Nọ thuốc của nó đây các bác nhé. Thuốc này là đấy,
đây, đổ nghiêng nó một bên cho nó vào cái miệng này. À, nó này hơi ít. Đây, sau khi đổ cái lọ lúc đấy, lọ của em là lọ 90 thì đổ cái lọ 115 này thì mới đổ thêm vào cho nó đầy. Cái khuôn này là khuôn 110 gram thuốc hàn. Cái phần đen đen này là chất dẫn cháy nhé, thì nó giống như kiểu thuốc pháo ấy, nó phải dẫn cái đấy cháy thì nó cái này nó mới chảy ra được. Đấy, bây giờ em sẽ đậy cái lắp này vào. Kê cái đinh ở đây để cho nó, cái khuôn này đang rất là nóng. Hôm nay quên không mang đôi găng tay. Đấy, hôm bây giờ bắt đầu mới đi hàn. Đây, bây giờ bắt đầu hàn. Cái này là để tạo khe hở để mình đưa cái khò này vào cho nó dễ. Hôm nay nó ngược gió rồi là hơi hàn hơi ấy chút. Đấy, nó chỉ xèo một cái như vậy thôi. Đây. Đang nóng bốc lửa. Cái mục đích em kê cái con đinh ở đây là để cho nó bắt lửa cho nó dễ này. Cất ra. Bây giờ sẽ nhấc ra xem thành quả nhé. Cái khuôn này mà bây giờ chạm nước này phát là vỡ vụn luôn. Nó lứt luôn. Bởi vì đang nóng gặp nước là lứt. Đây và kết quả này. Đấy, cái này còn đang xèo xèo này. Đây là muối hàn hàn xong này. À, cũng một loại thuốc hàn, cũng một phương pháp nhưng mà chả hiểu tại sao cái này thì lại nõm trên như thế này. Đấy, thế là xong một cọc nhé. Muối hàn như này thì các bác yên tâm là đến 50 năm cũng không thể nào mọt được, bởi vì nó là bằng đồng. Hàn nó chỉ mất tích tắc như thế thôi là xong. Xong một muối rồi. Đây là cái muối em vừa hàn lúc trước này. Đấy, muối này thì lại thành kiểu này mà cũng không hiểu tại sao nữa, cũng một kia một loại thuốc hàn cả thôi. Đấy, nhưng mà không hiểu là trong quá trình hàn thì nó cái thì nó lại nhô lên như thế này, cái thì nó lại lõm xuống như bên kia. Bên này là cho tủ điện, còn bên kia là cho hệ thống điện năng lượng mặt trời, còn cái bên kia là dành cho hệ thống chống sét của nhà. Ở đây thì bên em sẽ sử dụng cái kim 120m nhé, bán kính bảo vệ 120m. Mọi lần thì hay sử dụng cái kim bán kính bảo vệ 61m. Nhưng mà ở đây thì do nhu cầu khách hàng yêu cầu là loại 120m nên nó sẽ sử dụng cái loại kim 120m. Đây đang rửa đầu cọc. Tiếp tục hàn cái cọc thứ ba. Đây em tiếp tục hàn mối thứ ba. Cái này là thuốc hàn nó hơi ẩm nên là bắt lửa nó hơi chậm. Lửa nó bắt hơi chậm. Đây là thành quả này, hơi xấu. Đang xuống đây. Cái này trông nó hơi xấu. Đây, hiện tại bên em đang thi công cái phần chống sét cho tòa nhà nhé. Ở đây là 4 tầng có thang máy. Cái phần mà tiếp xúc với cả mặt đất ấy, thì các bác lấy dao dọc giấy các bác tuốt ra như này cho em này. Đấy. Chỉ dọc vào đường thôi, không tuốt ra. Đấy. Rất đơn giản. Cái dây bọc với dây không bọc nó chỉ cách nhau có 1.000 đồng một mét thôi. Đây, dây này của em là Carigon nhé. Hãng Carigon này, 1x70mm này, dây 70 này. Đây, nó to như nào thì các bác có thể nhìn này. Đây. Đấy, nó bằng đầu ngón tay cái của em. Đấy, nó gọi là dây 70, dây đồng nhá. Giờ lại mụn nước đi để bắt đầu hàn. Chỗ này có tất cả là 7 cái cọc. Đây. Hai, toàn bộ trên kia là cọc bằng đồng.
Còn đây là cọc thép mạ đồng, 5 cái cọc đồng và 2 cái cọc thép mạ đồng. Cái này là chiều hôm qua là thuê cái anh máy xúc, anh ấy đến anh ấy múc xong anh ấy ấn xuống. Này bên em mới thi công. Bên phần kia là cái tủ điện của năng lượng mặt trời và tủ điện của toàn bộ tòa nhà. Thì em đã luồn dây lên rồi cả. Phần đấy là thi công xong, bây giờ chuyển sang làm nốt cái phần này. Phần này nhưng mà tạm thời là đưa dây như này thôi, chưa để nghiên cứu xem nào. Đưa nó lên trên nhà có khả năng là đi theo cái lối thang máy cho nó gọn. Về hỏi mấy anh thợ thang máy xem nào nhét như thế nào vào được cái hệ thống thang máy. Xong mình đưa nó lên cho nó gọn. Đây hiện tại mé này em đã hàn được hai cái này, đang hàn cái cọc thứ ba. Đây. Cái dây đồng này là tuyệt đối là chưa hàn là đừng để nó rơi xuống nước nha. Rơi xuống nước là nó ẩm là hàn nó không được ăn. Đây. Dây đi đầu tuốt đấy. Hôm nay thì chân ngập nước bị bõm. Đây bây giờ sẽ tiến hành hàn nó này. Ô cái kìm của em đâu nhỉ? À đây là kìm đây. Thời gian diễn ra nó chỉ có 1 giây thôi. Em kê cái đinh bê tông này để cho nó hở cho nó dễ bắt nở nhé. Mà để nhấc ra xem mối hàn có đẹp không. Đây là thành quả này. Mỗi mối hàn nó lại có một cái hình dạng khác nhau một chút. Đấy. Xong rồi. Đây hiện tại bên em đã hàn được 9 cái rồi, còn một cái cuối cùng này. Sau đó là đổ hóa chất giảm điện trả đất là xong rồi là đi về. Chiều máy múc người ta đến người ta làm nốt. Đây là mối cuối cùng. Đây để xem cái thành quả mối này nó có đẹp không nhá. Trời hiện tại đang rất nắng. Hàn thì mỗi hàn lại có một hình dạng khác nhau. Đây để em bóc ra xem nào. Đây là mối hàn cuối cùng này. Các bác sẽ nhìn lại 7 mối hàn nhé. Mối hàn này các bác yên tâm là 50 năm không hề hấn gì. Đồng hết. Cọc này là cọc thép mạ đồng. Dây đồng 70 nhé. Đây. Cái này bây giờ sẽ lấy búa đóng nó xuống. Bên này thì cọc đồng này. Đó. Đập ổn rồi. Đây là cũng cọc đồng này. Đó. Cọc đồng. Mỗi mối hàn này có một cái hình dạng này, hơi khác nhau một tí. Rồi hiện tại thời điểm này thì bên em đã hoàn thành việc hàn cọc và bây giờ là sẽ hút nước đi và pha hóa chất giảm điện trở đất và đổ đây. Hôm nay thì sẽ đổ tất cả là 4 bao nhé, 4 bao. Tí mà thấy thiếu thì sẽ đổ thêm. Còn cái phần kia là phần đi trên nóc. Trên nóc kia thì lại phải một hôm khác đến để thi công lại. Là đưa nó vào trong thang máy hoặc là bắt ống ghen hay cái gì đấy cho nó đẹp chứ không thể để như thế này được. Hôm nay trưa rồi, bên em sẽ nghỉ trưa và hoàn thiện. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Các bác có nhu cầu thi công hệ thống năng lượng mặt trời, thi công hệ thống chống sét tại các tỉnh miền Bắc, tỉnh miền Nam thì cứ liên hệ bên em. Số điện thoại là 0987006938. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.